Dù tiết trời mùa đông Hà Nội đang khá rét và buốt, thì điều đó cũng chẳng thấm tháp gì so với sức nóng đang ngùn ngụt bốc lên tại công viên Thống Nhất, nơi mà câu lạc bộ Hà Nội TNT cùng gần 2.000 thành viên đến từ các đơn vị trên địa bàn thành phố đang chuẩn bị bước vào cuộc chạy lớn nhất trong năm, Run for Children 2015. Cuộc chạy vì trẻ em Hà Nội là một chương trình thường niên do Đại sứ quán Canada, Hội hữu nghị Canada phối hợp cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội tổ chức nhằm gây quỹ quyên góp, hỗ trợ điều trị cho các trẻ em nghèo mắc bệnh tim và ung thư. Bước sang năm thứ 16, chương trình được tổ chức với quy mô lớn hơn, đặc biệt hơn khi lần đầu tiên có sự góp mặt của câu lạc bộ Hà Nội TNT. Chắc hẳn người hâm mộ đội bóng thủ đô đều không khỏi tự hào khi chân sút Hoàng Vũ Sam Sơn đã vinh dự được trở thành đại sứ thiện chí của chương trình đầy ý nghĩa này. Háo hức, xúc động và lẫn chút hồi hộp, tất cả tạo nên sự hào hứng trên gương mặt mỗi cầu thủ của Hà Nội TNT. Sẽ chẳng thể so sánh với bước chạy trên sân cỏ hay ngoài đường pit. Bởi tại đây ngày hôm nay, mỗi bước chạy của các cầu thủ Hà Nội TNT sẽ như một ngọn lửa hy vọng, góp phần thắp sáng ngọn nến tương lai cho các trẻ em nghèo đang cần sự giúp đỡ. Hoàng Vũ Sam Sơn, tiền đạo nhập tịch đang khoác áo câu lạc bộ Hà Nội TNT, được đánh giá là một trong những cầu thủ có chuyên môn và đạo đức rất cao trong làng bóng đá Việt Nam hiện nay. Với tư cách là một công dân Việt Nam, trong sân cỏ, anh luôn thể hiện khao khát thi đấu và mong muốn được khoác áo đội tuyển Việt Nam. Còn bên ngoài sân cỏ, ngôi sao gốc Nigeria này luôn tích cực tham gia mọi hoạt động để thể hiện trách nhiệm của bản thân với xã hội. Đây là một trong số rất nhiều những hoạt động ý nghĩa mà tôi đã từng tham gia. Các bạn thấy đó, có rất nhiều người ở ngoài kia muốn chung tay giúp đỡ những trẻ em nghèo gặp khó khăn. Và đó cũng là lý do vì sao tôi có mặt ở đây ngày hôm nay. Tôi thực sự rất hạnh phúc. Rất nhiều phóng viên đã có mặt từ rất sớm. Họ đến từ các đài truyền hình hay những công ty truyền thông. Tất cả đều có một mục đích chung là đưa tin để giúp đỡ các em nhỏ. Tôi và có lẽ mọi người cũng đã sẵn sàng. Tôi hy vọng mình sẽ là người đầu tiên hoàn thành xong đường chạy này. Tuy nhiên, tôi muốn tất cả mọi người ở đây đều có mặt bên cạnh tôi khi tôi về đích. Vì tôi không muốn chỉ có duy nhất một người chiến thắng. Qua 16 lần tổ chức, hoạt động chạy vì trẻ em Hà Nội đã thu hút sự tham gia đông đảo của người dân, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế trên địa bàn thành phố. Là đại diện cho bóng đá thủ đô, vậy nên câu lạc bộ Hà Nội TNT cũng đã có nghĩa cử cao đẹp khi chung tay góp sức vào quỹ từ thiện của chương trình. Hoạt động với mục đích thiện nguyện Run for Children, Run for Dream, toàn bộ số tiền quyên góp được từ hoạt động chạy vì trẻ em năm 2015 sẽ được dùng để gây quỹ điều trị cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Tim Hà Nội và chương trình Mổ Tim Quỹ Nhịp Tim Việt Nam.